Con chào chú Ngọc. Lâu ngày vô gặp. Sao vậy, là tình hình sức khỏe sao? Thì chú cũng vẫn còn khỏe. Dạ. Kính thưa quý vị, đây là mấy chú thương phê bình của Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ là những người không còn lành lặn nữa thưa quý vị. Này gặp chú vui quá chú ơi. Dạ, thôi đi. Rồi bây giờ con xin phép mời những bà con nào mà có thể làm việc được á, giúp giùm con mỗi người một tay để mày, những cái dầu ăn, nước mắm, đường vô trong một cái bị giùm con nha. Con cảm ơn bà con rất là nhiều. Dạ kính thưa quý vị, dạ vô giúp lên. Kính thưa quý vị, chào quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay sẽ là 100 phần quà yêu thương gửi đến những bà con khuyết tật ở bên Cam Lâm. Và hôm nay là quý vị, một chiếc xe tải chở 100 phần quà gồm có 10 kg gạo, một thùng mì, một chai dầu ăn, một ký đường, một chai nước mắm và kèm theo là một cái phong bì mừng tuổi Tết đến bà con thôi quý vị. Rất là vui và đầy hạnh phúc khi được gặp chú Ngọc một lần nữa, một người thương phế binh của ngày xưa. Kính thưa quý vị, mạnh thường quân của 100 phần quà ngày hôm nay đó là hệ thống tiệm vàng Thành Tín Victory Vĩnh Thành trong khu Grand Century Mall với nhiều mặt hàng nữ trang cao cấp, phục vụ uy tín, giá cả phải chăng. Hộp xoàn GIA nhập cảng từ Israel, cẩm thạch ngọc từ Miến Điện, ngọc trai từ South Sea Nhật Bản và Úc, vàng 4 số 9, vàng ounce Canada Thụy Sĩ. Tiệm có bán tượng trên vàng 24 carat đá phong thủy. Khách hàng mua nữ trang sẽ được tặng quà là rượu hay yến. Giao dịch mỗi 1.000 đồng sẽ được tặng vé số với giải thưởng là xe Mercedes. Hệ thống tiệm vàng Thành Tín Victory Vĩnh Thành, địa chỉ 1111 Story Road, Suite 1061, 1070, 1091 San Jose, điện thoại 408-297-7878. Dạ rồi, con xin chào bà con. Dạ. À chú đây là bị hai chân là phải lết nè. Kính thưa quý vị, đây là xe của đoàn Cam Tăng đến với lại chỗ gõ mình là Cam An Bắc hả mấy bác? Chào Cam An Bắc. Rồi con chào mấy chú mấy bác. À đây là Cam Hiệp Nam. Dạ. Để, lấy cái xe ông không đi không? Dạ. Mời bác. Dạ. Bà con nào mà đi đứng khó khăn á cứ vào bên trong hội trường mình ngồi ha. Không sao hết. Mình nữa vào trong. Anh Hiền là quá đẹp rồi. Anh Hiệp còn đẹp, anh Hiền đẹp hơn nhiều người khác nữa. Có bà con có ấy vào trong ngồi chút xíu cũng được, ngồi không sao hết. Và cái hồ của chúng ta thì có anh
phó chủ tịch, ông Trương Duy Ngọc ra câu nổi để cho chúng ta có bài hôm nay trong một năm. Và anh chủ tịch vợ chỉ bảo là chủ tịch hội chúng ta, anh là Cầm Tấn Phong là trưởng ban vận động của hội, cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Và xin giới thiệu với mọi người, đây là một trong các hội viên của người hội người khuyết tật Cam Lâm, gồm có các xã Cam Tân, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam Thành Bắc và Cam Cam An Nam, Cam An Bắc, và để đây là một trăm hội viên được nhận quà hôm nay. Xin chào các bạn vào tay và lời đầu tiên xin mời anh Hiệp phúc lời cho dạ con xin chào bà con. Hôm nay con có duyên được đến đây một lần nữa, được gặp những bà con không có được may mắn trong cuộc sống, không được may mắn trong xã hội, thì cái điều này rất là cảm động và động lòng đến những người xa xứ, những người xa quê hương. Và hôm nay con đến đây mang theo sự yêu thương rất là nhiều, gồm có 10 kg gạo, một thùng mì gói, một chai dầu ăn, một chai nước mắm ngon và một ký đường, kèm theo đó là mỗi người là một cái phong bì mừng tuổi giống như thế này nha. Yeah. Mỗi phong bì thì trị giá 100.000 và con xin phép được nêu tên của gia đình Mạnh Thường Quân. Xin thưa với bà con của mình á, cũng như là quý vị khán giả, Mạnh Thường Quân trong ngày hôm nay đó là gia đình họ Huỳnh, đại diện là chú Huỳnh Văn Thành, tên ở bên Mỹ là Victor Wong, là chủ nhân của một chuỗi tiệm vàng rất là nổi tiếng ở bên Bắc Cali, nước Mỹ, San Jose. Đó là chuỗi tiệm vàng Victory, Vĩnh Thành và Thành Tính. Những bà con nào ở bên Mỹ mà ở tiểu bang Cali đó thì chắc chắn sẽ biết đến gia đình Hào Huỳnh này. Và thay mặt gia đình Hào Huỳnh, năm mới Tết đến, kính chúc bà con của mình được dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong công việc. Yeah. Một lần nữa thì bây giờ cho con được nói lời cảm ơn rất là nhiều đến các chú các bác ở đây, là những người cũng giống như mấy cô bác anh chị ở đây nè, thì họ cũng không có được may mắn trong xã hội, nhiều khi họ cũng đã đổi lại cái sự hy sinh mất mát của mình về những cái phần cơ thể để lại trên những cái chiến hào, thì điều đó là hết sức là xót xa luôn. Ở đây là chú Ngọc, con có duyên được gặp chú Ngọc một lần là khi được kết duyên kết nối với lại những người mà muốn trao tặng đến những người đi lính ngày xưa mà không may bị tai nạn đó, thì con cảm ơn chú Ngọc trong ngày hôm nay đã kết nối với con với bà con ha. Chú phải cảm ơn lời từ hết và cảm ơn Mạnh Thường Quân, gia đình mình anh Thành. Và trước đây như bà con cũng biết, trước đây anh Lời đến để chúng ta cũng có nhiều lần qua rồi, và những lần trước đó là cùng trong gia đình của Huỳnh này. Còn trước đây là có gia đình của anh Huỳnh Văn Phước đó. Đó bà con nhớ, lần trước bà con nhớ là qua 3 tháng 12 là gia đình Huỳnh Văn Phước đó, cũng là giúp người khuyết tật chúng ta một lần rồi, cùng một trăm phần quà như vậy rồi. À, lần này như vậy là chúng ta rất mừng. Xin bà con biết như vậy là nói lên cảm nghĩ là có mừng không ạ? Có vui không ạ? Dạ. Thì ở đây cũng kính thưa bà con, thì tôi cùng thay mặt hội người khuyết tật này, thay mặt bà con khuyết tật Bất Thành ở đây, trước hết chính chân thành Mạnh Thường Quân Huỳnh Văn Thành và gia đình, và sau nữa là cảm ơn anh Phúc Lời. Đây là anh Phúc Lời đó, anh Lê Nguyễn Phúc Lời, nhưng mà nói ngắn gọn là Phúc Lời rồi. Hoặc là bây giờ bà con nếu xài điện thoại thông minh là nên đăng ký kênh Lang Thang Nha Trang đó, là gặp là ngày hàng ngày là sẽ gặp anh Lời đó. Thì chúng ta là phải cảm ơn cảm ơn anh Lời đấy, là cầu nối nhờ anh Lời đó,
thì mạnh thường quân biết đến những người bất hạnh như chúng ta, và mong rằng cái sự yêu thương này còn về sau nữa đó, mong được như vậy. Xin bà con cho ra vào tay nữa đi ạ. Hôm nay là gần cũng quay đi quay lại cũng vài tuần rồi thấy tôi thì chúng ta có những món quà như thế này là tính tôi là trong lòng một đêm ngủ không được đó, ngày mai là phải qua rồi các bà con tôi cũng mừng lấy cái vui lấy cái niềm vui của bà con là đây và của trong lòng là chả cứ mong để mong sáng ngày điện thoại nó chuyển với lời cảm ơn nhiều lần nữa chúng ta cảm ơn một lần thôi. Thế là cái ơn này là không biết bao giờ là quên được. Cảm ơn chú Ngọc đã chia sẻ. Bây giờ bác đứng qua đây đi, đứng qua bên đây luôn. Chú Bảo ơi, chú Bảo có điều gì muốn chia sẻ trong ngày hôm nay không chú ạ? Trước hết xin chào gia đình anh Phước Thành và anh Lợi lại Tàu Nối và 100 hội viên của Hội Mũi Thành Tâm Lâm nay. Thì tôi là chủ tịch hội Mũi Thành, tôi rất là vinh dự và rất là quý mến và rất là may mắn được gia đình anh Phước Thành và anh Lợi lại Tàu Nối mà tặng những phần quà yêu thương cho đến bà con người khuyết tật. Tôi rất là xúc động, tôi không biết nói gì hơn. Thành thật cũng xin chúc mừng gia đình anh Thành và chúc mừng gia đình của anh Lợi trong năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Một lần nữa tôi xin cảm ơn ạ. Dạ rồi, cũng mời chú nha. Đợt trước là không có gặp chú. Xin chào anh Phúc Lợi. Cũng nó tóm lại thì nếu mà cảm ơn thì cái lời cảm ơn thì rất là nhiều. Thì qua anh chủ tịch đã có chương trình cảm ơn rồi, đúng không? Thì mình cũng xin nhắc lại đó, lời cảm ơn chân thành với nhân dân đã giúp đỡ cho người khuyết tật rất là nhiều. Và tôi cũng với tư cách là trưởng ban kiểm soát thì nó thật là khi đợt trước anh Phúc Lợi đến đây thì cái lần đó thì tôi bật đi không bật đi gì đó tập trung ở bên ban của nên không được gặp đó, cho nên bây giờ mới được gặp đây là cái cơ duyên rất là mong anh Lợi lại sẽ đến một tiết tập của công đồng chúng tôi rất là nhiều lần nữa và cách nhất và cách hoa thì tôi cũng xin nói rõ là có thể là tại vì là người khuyết tật hơn là cái địa bàn này là có tới 5 xã cho nên chúng tôi bắt buộc phải có một vài trường hợp cho người ta đi dân đi nhập thế hoặc là 12 phía tại có những người không thể đi được cho nên tôi cũng còn lại một khi nói thì cho người dân hiểu rõ hơn và một lần nữa thì xin cảm ơn và sau đây thì xin mời cô Mai chào cô Tư rồi và anh dân. Dạ, trước tiên thì cho phép con được dành một chút thời gian nữa. Bà con thông cảm ngồi vào đây chờ con chút xíu nữa nghe. Ok. Dạ. Cho phép con. Kính thưa bà con biết rằng là cái cuộc sống của bà con, những người mà lành lặn rơi vào những hoàn cảnh khổ, khó khăn thì cái điều đó là hết sức là bất hạnh rồi. Nhưng mà riêng bà con của mình đó là bị khiếm khuyết cơ thể thì điều bất hạnh đó nó còn nhân lên gấp mấy lần nữa. Thì con hiểu được cái điều này, cũng như là muốn đưa những mạnh thường quân đến gần hơn với lại bà con. Và con xin phép bà con đây có điều gì muốn chia sẻ không ạ? Mấy cô bác dạ. Đúng rồi. Giờ mấy bữa mà xuân Nha Trang gì Nha Trang lang thang đó cũng có tặng cho cái anh Xuân một chiếc xe á, thấy cái anh nãy mà xuống mình cổng á, thấy tội quá, làm sao mà chương trình mà giúp đỡ cho anh được một chiếc xe y như vậy nữa là tôi rất là quý, là cảm ơn đồ, cảm ơn những nhà từ thiện rất là nhiều. Dạ dạ, đó là tôi là muốn nó như thế, nếu mà những người từ thiện mà giúp được tôi rất là cảm ơn, rất là quý. Dạ, con sẽ lưu ý đến hoàn cảnh của cái chú đó ha. Cảm ơn chú đã chia sẻ và trình bày được cái
nỗi lòng của những người đùm bọc lẫn nhau. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà. Cảm ơn bà con. Cho con phép con hỏi thêm, còn bà con nào muốn chia sẻ điều gì không ạ? Tại vì con muốn là những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm ở bên nước ngoài đó hiểu được cái cuộc sống của bà con khó khăn như thế nào. Dạ. Dạ, con mời bác không? Con mời bác lên đây bác nha. Dạ. Rồi, bác đứng giữa đây luôn nha. Dạ rồi, con mời bác. Tôi xin được đại diện thay mặt cho những người hội viên khuyết tật, anh em khuyết tật của chúng tôi đây, vì cái cuộc sống khuyết tật chúng tôi cũng nhờ những nhà hảo tâm giúp đỡ cho anh em khuyết tật, chị em của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận thấy rất là mừng và rất phấn khởi. Chúc các nhà mạnh thường quân cũng như anh người giúp đỡ chúng anh em chúng tôi trong thời gian này gần tới tới nơi, chúng tôi cũng phải được cảm ơn và xin chúc sức khỏe đến các mạnh thường quân, chúc một năm đầy sức khỏe hạnh phúc. Dạ cảm ơn bác. Cảm ơn chị. Dạ bác đến từ đâu ạ? Từ Cam Bắc. Cam Bắc muốn gần đây ha. Gần đây. Dạ rồi bác ổn định chỗ ngồi ha, tí nữa con sẽ phát quà. Dạ. Kính thưa quý vị, những bà con ở đây khi mà họ đang ngồi đây thì mình nhìn như thế này thôi thưa quý vị, nhưng mà khi họ nhận quà, họ đi đứng khó khăn, họ không còn tay, thậm chí là chỉ lết thôi, điều đó là hết sức là xót xa. Và cái hoàn cảnh mà cái chú hồi nãy có giới thiệu đó thì chắc hẳn là em sẽ lưu tâm đến vấn đề này, và nhiều bà con hải ngoại và chắc hẳn là cũng sẽ thấy được chú. À, phần quà của một người trong ngày hôm nay đó là 10 kg gạo, một thùng mì gói, một chai nước mắm ngon, một chai dầu ăn và một ký đường, kèm theo là một cái phong bì từ gia đình mạnh thường quân họ Huỳnh ở bên Bắc California nước Mỹ, thành phố San Jose. Gia đình là một chủ của chuỗi tiệm vàng Victory Vĩnh Thành và Thành Tín. Xin được cảm ơn chú Huỳnh Văn Thành, tên tiếng Anh bên Mỹ đó là Victor Wong, là chủ nhân của số quà ngày hôm nay trị giá đến $2,000 thưa quý vị. Một lần nữa thì bây giờ cho phép con cô có điều gì muốn nói không con ạ? Dạ cho phép con kèm này vô ha. Dạ. Kính thưa chị và con, kính thưa gia đình ông Huỳnh Văn Thành, kính thưa anh Hoàng Phúc Lời, bà con phụ nữ khuyết tật của huyện Cam An và Cam Lâm rất là biết ơn gia đình, và để tỏ lòng biết ơn đó chúng tôi có thu tiền để gửi đến anh và kính mời anh Bảo và anh Ngọc trao thu tiền cho gia đình anh Huỳnh Văn Thành và anh Nguyễn Phúc Lợi. Đại diện nhận cái tấm lòng gia đình và cái gia đình anh chú Bảo một lần đây là của riêng đây chúng ta trong tấm lòng của con để sau, con để sau rồi con để sau thì ok. Dạ con xin phép được thay mặt gia đình họ Huỳnh, thay mặt chú Huỳnh Văn Thành cảm ơn những cái sự giúp đỡ của mấy chú bác ở đây để mà tổ chức một buổi phát quà đầy ý nghĩa như ngày hôm nay. Cảm ơn cái khâu tổ chức và những cái dòng chữ ở đây đó là nói lên cái tất cả những cái sự mà gia đình rất là cảm kích. Dạ. Dạ. Con xin phép ha. Con xin phép nhận. Ok ok. Dạ. Chúc mừng. Cho một cái hô tay thiệt lớn đi bà con ơi. Và cuối cùng là phần thưởng ta phát quà. Ai nhận rồi thì đi ra ngoài nha. Dạ, chờ con, chúc chờ con. Được. Dạ. À, bây giờ thì kính thưa quý vị, chú Ngọc á là không có còn đủ tay, thì con xin phép được kẹp cái này vô chú Ngọc. Thì là một bà con nào nhận quà đó, chú sẽ thay mặt gia đình chúc Tết họ. Còn cái này con gửi chú Bảo 50 phần để phát đến bà con. Con gửi chú 50 phần để phát đến bà con, mỗi người là một phần như vậy ha. Dạ, cho phép con gửi cái này nha. Dạ rồi bây giờ thì con sẽ nhường cái bàn phát quà này lại để anh chơi xong anh lên thu phí giùm tôi, anh nhờ lên thu phí không em thu phí mà thu phí không. Dạ. Rồi bây giờ mai thu phí không anh, từ cô mai từ không được, từ ngồi đó anh, xuống ngồi đó để anh xuống, ngồi anh xuống qua phụ tay đi, anh xuống vậy đi.
bây giờ tặng quà cho những người đây. Anh này, anh Trung tới đây. Anh Trung tới đây, anh Ngọc tới đây, anh này tới đây. Tới đây luôn. Anh Trung tới đó. Đầu xuống đi anh Ngọc. Mời Ngọc tới. Đây là những cái bác hả? Anh Ngọc tới. Anh, để đứng đó đi, lui lại đi. Cho phép con hỏi thăm phải hoàn cảnh chú đây không ạ? Dạ. Anh Hồng Mai Hồng Lan. Chú nghe cho chú. Rồi Mình xin ra. Trước đấy còn người nó không có. Dạ con làm phiền mấy chú chút ha. Rồi dạ. Mời những người nhận nhất rồi lấy ghế đi. Lấy ghế đi. Rồi nhưng mà những người nhận nhất là nhận những cái món quà đầu tiên đó. Mà nông cho quà giùm tôi. Rồi. 5 phần là mấy phần? Thứ đó. Bò trước mặt. Gạo với bột. Cô Mai đứng dậy thu phiếu, cô Mai đừng làm việc đó. Cô Mai có trách nhiệm thu phiếu thôi. Anh Phong trao bị thư không? Cô Mai có trách nhiệm nhận phiếu. Cho đầy đủ nha. Kiểm tra lại. Mì tôm, gạo, dầu, bị thư. Dạ một lần nữa con xin cảm ơn bà con của mình đã bỏ một chút thời gian đến đây để nhận quà. Xin thay mặt gia đình họ Huỳnh, xin thay mặt chú Huỳnh Văn Thành, xin kính chúc bà con của mình được an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an. Gạo chưa? Mời bà con nhận quà rồi. Rồi. Bà con chuyển về. Thay lời của gia đình Mạnh Thường Quân Huỳnh Văn Thành nha, chúc sức khỏe. Phải đừng dùng chứ. Bê ba. Mời bà con ngồi tại chỗ, không được lộn xộn nha. Xin lỗi ba. Chúc sức khỏe nha. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi. Dạ. Rồi thay mặt Mạnh Thường Quân rồi chúc bà con sức khỏe nha. Ăn Tết vui vẻ. Rồi, mùa xuân sắp đến thì chúc bà con sức khỏe nhá.
Dạ kính thưa quý vị, ở đây là những người kém may mắn, họ đi lại khó khăn, họ đi lại đi đứng nè, cũng như là khi nhận quà họ cũng mang cái nhiều khó khăn trong người, cho nên mấy chú mấy bác ở nơi này cố gắng thực hiện một buổi phát quà làm sao mà cho thuận tiện nhất, phù hợp nhất để bà con của mình được. Cảm ơn con. Ai có biết không? Được hiểu luôn hả? Dạ thay mặt gia đình họ Huỳnh chúc bà con mình nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Dạ ăn Tết vui vẻ. Thôi rồi rồi rồi. Cảm ơn con thầy con lặng nuôi con cháu. Thầy hủy công đức cho các vị. Dạ con cảm ơn con. Ông này còn chân già nữa. Rồi bà con mình chơi. Nhận mình thương chưa? Nhận mình thương chưa? Rồi em mời ra. Từ. Không. Sau, bàn tiếp hành sau. Thông kia để phạm thư. Dạ con mời tớp tiếp theo nha. Dạ. Rồi, em dọn xong em cứ đi ra nghe. Dạ rồi, chúc sức khỏe, chúc bình an. Dạ. Dây gì. Cảm ơn nha. Thôi, còn qua ăn tiệm với gan á. Thôi, như vậy nhận được qua đây con. Đó, một ăn tiệm với gan nhá. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, một bí thư. Đó. Tôi mai cấp cái phiếu đặt cá luôn rồi. Rồi ai cái của mình tính ngay cái này đi vô đi. Sao? Không chịu thôi, rồi người nhớ 2 phần nha. 2 phần. Rồi 2 phần nữa. Thì bỏ thêm tinh vô. 10 phần này. Đây này, 2 phần nữa này. Rồi. Câu gạo nữa đây. Câu gạo. Rồi. 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 Có ai bưng giúp về chú Bảo. Rồi chúc vui vẻ nghe. Chúc xuân vui vẻ. Về chú Bảo. Chưa về được, ông hai ông còn hết ở đây mà nó sao về được. Ủa? Ông về trước. Ông đi xe gì ông về? Ông đi bộ. Dạ rồi, chúc bà con mình về chào sức khỏe. Thôi đi xe máy đó. Ăn Tết vui vẻ. Dạ. Đi xe đâu hết. Thì ngồi tài xế chứ. Ông đi bộ gì ạ? Dạ rồi, con mời tốt tiếp theo nha. Bưng giùm nè. Một em rồi, em đâu rồi? Dạ, em rồi, 2 phiếu, 3 em phiếu, giúp anh một phiếu. Sau đó mình xếp hàng tiếp, mình nhận một phiếu tiếp theo nha. Để cho cái công tác phát quà được thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Con cảm ơn bà con. Dạ. Nãy giờ cái chú đây phụ nè quý vị, chỉ có một tay thôi, rất là thương. Cảm ơn gia đình của chú Thành, rất là cảm ơn con nhiều nha. Dạ không có gì đâu cô, dạ cảm ơn cô. Cảm ơn bà con đã bỏ thời gian tới đây nhận quà nha. Con cảm ơn bà con. Chúc bà con nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Thôi anh tệ cứu về nhá. Hả? Thôi. Quà hả? Quà không? Hả? Lưu 2 phiếu hả? Con chào chú Lưu nha. Dạ, lâu quá mới gặp lại chú. Dạ. Dạ rồi con mời tốt tiếp theo ạ. Sao có thầy lặng nướng không? Nướng có mệt không? Lặng phải tiếp nhận à? Không, có một ngày đấy cô lặng nhiều. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Không có gì đâu.
qua vui vẻ, ăn Tết vui vẻ nhá. Dạ, dạ, dạ. Thôi chúc chúc sức khỏe. Thôi Tết Tết vui vẻ nhá, sức khỏe nhá. Có gì đâu, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Ủa, sao hai người? Dạ không gì đâu con, dạ. Tết vui vẻ nhá. Rồi chào mấy cô, mấy chị, mấy bác, mấy chú. Ăn Tết vui vẻ, dạ. Nào không? Nào không? Xin mời mười cái chú đây. Hai phòng không? Phiếu 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 ra, cầm phiếu ra. Dạ mời cầm phiếu ra, không thấy phiếu luôn. Xe ra xe. À ta tân nhân rồi, hai anh em đi rồi tân nhân. Đó về kia Tết qua đi. Ngon chứ. Rồi ra ăn Tết vui vẻ nghe. Thôi hiểu có dạ, thưa quý vị, em xin phổ biến lại đến quý vị cái buổi phát quà trong ngày hôm nay. Okay, sở dĩ bà con phải ngồi ngoài sân, sở dĩ những số quà này phải để sát dưới đất, tại vì quý vị cũng đã thấy có rất nhiều những bà con không có thể tự đứng được, không có thể tự đi được mà chỉ lết mà thôi. Cho nên mấy chú mấy bác ở đây là người trong hội khuyết tật của Cam Lâm, mấy chú mấy bác hiểu và thực hiện theo cái sự thuận lợi nhất để bà con của mình được cảm thấy thoải mái thôi quý vị. Dạ không sao được rồi ạ. À, như con Vương Dung á. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, bạn sự bình an. Dạ, ăn Tết vui vẻ. Dạ rồi con mời bà con nha, di chuyển hướng đây luôn. Dạ. Thì em lại bưng cho ba Hà kìa. Không. Đâu rồi. Rồi. Còn nhận qua thôi. Ai chưa nhận tới đây? Rồi bây giờ ai tiếp tục? Dạ xin mời những người tiếp theo ạ. Đâu đã lãnh được tôi, mình tôi lãnh. À bây giờ là đến xã Cam Thành Bắc thưa quý vị. Nhanh. Mời ra chứ xếp ngò lên. Lê liêu. Không nhận luôn. Hả? Không nhận luôn. Đi cho họ nhận. Đó thế đi nhận sao? Bứng ra cho họ chơi. Không có ai chưa nhận không? Không cho. Có lại chưa nhận nữa không? Để vui vẻ nghe. Chưa nhận à? Chạy ra nhận luôn đi. Ở giờ này anh gì đi chứ? À gì đó? Không biết nữa. Dạ đợt này 9 người đấy, để chú nó vô sau. Dạ. Ở đây kia này. Dạ thay mặt chú Huỳnh Văn Thành, thay mặt gia đình họ Huỳnh, chúc bà con mình nhìn sức khỏe, vạn sự bình an, ăn Tết vui vẻ. Dạ. Thôi. Dạ. Thôi để lên anh đẩy vui vẻ nhé. Dạ. Có bứng được không? Chú ơi, hôm nay cho phép con được nói lời cảm ơn chú rất là nhiều, cũng đã hỗ trợ con một phần là lo những phần quà cũng như là giúp đỡ bà con ở đây nhận quà. Cảm ơn chú rất là nhiều ha. Trước hết thì tôi cũng xin thay mặt đại diện cho
quý ông bà và anh chị em phụ nữ khuyết tật. Trước hết là tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình gia tộc của anh Huỳnh Văn Thành. Huỳnh Văn Thành đó có một tấm lòng yêu thương, chúng tôi là cũng con người như mọi con người khác, nhưng là cái số phận nó cũng không may mắn lắm, nó đi bất hạnh trong cuộc sống. Nhưng mà chúng tôi vẫn là cũng phải vui và phải vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn là cái tấm lòng phải nói là chân thành đến với cái gia tộc của anh Huỳnh Văn Thành. Xin tri ân và cảm tạ, nguyện xin ơn trên ba muôn vàng ơn phúc lành cho đại gia tộc. Nó xin tộc Huỳnh xin chân thành cảm ơn. Dạ thay mặt gia đình cảm ơn chú. Dạ rồi mấy chú về ha, để nắng. Dạ chú cũng là một nạn nhân của một người trong Mậu Thân năm 1968. Dạ quân trị. Chú cũng là một số phước bên ạ. Chú còn nhớ số quân của chú không? Không, có nói thẳng ra là thì hồi đó là dân thường thôi. Dân thường thôi, chú là tại vì cũng nằm trong cái nạn nhân của chiến tranh. Nhưng là tại hồi đó là tại vì bố của chú là trưởng ban quân sao của sư đoàn 1. Mà hồi đó thì như gia đình biết thì lính đi đâu thì cả gia đình đi đó. Hồi lúc đó thì chú mới có 4 tuổi tại Đức Mẹ Linh Địa, Đức Mẹ Lá Vàng đó. Hồi xưa lên gia đình của chú là sống ở tại Đà Nẵng, bố của chú là cũng quan co của Mỹ đó, cũng quan lớn là lái xe bên đó đó, do thầy Phạm Quốc Vinh đó, dân biểu của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Nhà chú thì cũng mấy một mấy người là anh em sĩ quan Đà Lạt, nhưng vì là cái số nó không đến được, cầu chúc cho gia đình tộc họ Việt luôn luôn được gặp trong cái sẽ được sức khỏe, được dồi dào và luôn luôn nhớ đến sẽ chia cho những người thật không may mắn. Một lần nữa xin tri ân và cảm tạ sao Vinh Thái xin được bao buồn vàng nhưng mà cúc nhìn dung ai mà tội chưa đó. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ mà cúc chắc một tấm ba con hê đâu tấn tấn con chiếc con nam cam ranh và cái bé sĩ 6120 xin giới thiệu tôi là trưởng ban mặt trận ở đây. Thứ nhất là vấn đề xuân yêu thương này là bên mạnh thường quân là gia đình họ Huỳnh đó thì cũng có quan tâm đến những người khuyết tật và đại diện của mặt trận ở địa phương cũng xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những cái sự quan tâm đó, cũng như là cảm ơn ban chấp hành của hội người khuyết tật, câu lạc bộ khuyết tật của Cam Lâm mình, trong đó là cảm ơn anh Võ Chí Bảo cũng như anh Ngọc và em đã liên kết và ngoại giao để bà con trong địa phương mình đón xuân được cái ấm áp yêu thương. Xin chân thành cảm ơn. Mấy chú đây nãy giờ cũng đã rất là nhiệt tình, cũng như là cố gắng thực hiện cái buổi này làm sao cho nó phù hợp và nó thoải mái nhất để bà con mình nhận quà. Ở đây còn ba chú là chưa nhận đúng không ạ? Dạ bây giờ cho phép con cái phần này để con thực hiện nha. Dạ con xin phép được thay mặt chú Huỳnh Văn Thành, gia đình họ Huỳnh chúc Tết đến chú Ngọc, chúc chú và gia đình luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Chú cảm ơn gia đình anh Huỳnh Văn Thành và gia đình và chúc năm mới vui sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ, cái phần này chút nữa con sẽ bỏ cho chú nghe. Dạ, con xin phép thay mặt chú Huỳnh Văn Thành cũng như gia đình họ Huỳnh tặng quà Tết đến chú Bảo. Dạ. Chú Bảo xin chân thành cảm ơn anh gia đình anh Huỳnh Văn Thành và cảm ơn đến gia đình anh Lợi là cái cầu nối để mà tặng những phần quà yêu thương cho những người kém may mắn rất là tuyệt vời. Một lần nữa chú xin chân thành cảm ơn gia đình anh Thành và tất cả anh chị em bà con của anh Thành đã đóng góp những cái phần quà ý nghĩa này. Chú xin hết. Kính thưa quý vị, chú Bảo cũng là một thương pháp binh đó quý vị. Phần quà này của chú Bảo nha. Dạ. Rồi, con mời chú nặng lắm chú Bảo. Rồi, Dừa qua. Dạ rồi, con xin phép được tặng quà đến chú thay mặt chú Huỳnh Văn Thành cũng như gia đình họ Huỳnh. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Dạ.
Bây giờ thì chú cũng xin thay mặt hội là cảm ơn gia đình anh hùng mình cũng thật rất là nhiều, và cái quan trọng nhất là cũng không quên cảm ơn anh Phúc Lợi là cái kênh YouTube là mới lang thang nhưng mà để mà tìm mọi cái nguồn lực để giúp đỡ những người mặt trận các bạn đó. Cho nên một lần nữa thì ngoài cái chúc Tết cho gia đình ông Hùng Thành thì chú cũng xin chúc cho gia đình anh Phúc Lợi được đầy tràn sức khỏe và sự như ý. Và cái quan trọng nhất là để còn tiếp tục gọi là giúp đỡ những cái bạn đời mẹ của. Dạ, cảm ơn chú ha. Dạ, bằng tôi nhận thấy đi vui nhận. Dạ, để con. Tôi có một số qua đâu. Dạ. Dạ. Con bợ cũng nặng luôn, dạ. Là con. Dạ, rồi, dạ, dạ. Con cảm ơn cô Mai nhiều. Dạ, cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Chạy đến, dạ, đi cho bà Huy cho đấy. Bây giờ là lúc 4 giờ chiều, nhận thấy là có rất là nhiều tất cả những quý vị người Việt đang cùng vui chơi với gia đình tại khu trung tâm mua sắm này. Không chỉ đơn giản là vì ngày cuối tuần mà ngày hôm nay hệ thống Vĩnh Thành cũng như là Thành Tín và Victoria, ba tiệm vàng này cùng chung một hệ thống sẽ tổ chức chương trình sổ số trúng giải thưởng độc đắc, đó là một chiếc xe Mercedes. Và còn chưa hết nữa, ngoài ra còn có thêm 8... Victor thay mặt cho hệ thống tiệm vàng Thành Tín, Vĩnh Thành và Victory xin kính chào Đài Việt TV và toàn thể quý vị khán giả của miền Bắc Cali. Hôm nay là ngày 29 tháng 4, tức là ngày Chủ nhật, thì chương trình hệ thống tiệm vàng Thành Tín, Vĩnh Thành và Victory có một chương trình sổ số vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật hôm nay, và chương trình sổ số với một chiếc Mercedes cộng với 8 giải nữ trang và một số giải an ủi. Cho nên cái chương trình này rất là quy mô và đã được nhiều năm qua chương trình được sổ số. Mục đích của chương trình của hệ thống tiệm vàng Thành Tín, Vĩnh Thành và Victory sổ số chiếc xe và 8 giải nữ trang cùng một số giải ăn ủi là để đem lại cũng như chia sẻ lại những cái may mắn, những cái niềm vui cũng như là sự quý mến mà quý khán giả đã dành cho hệ thống tiệm vàng Vĩnh Thành, Thành Tín và Victory. Đó là một sự mà hệ thống luôn luôn chiếu cố gửi lại tất cả những cái giải để chia sẻ lại cho tất cả các khách hàng. Hệ thống luôn luôn mong muốn để cho quý vị khách hàng được có những cái niềm vui. Dạ, xin kính chào toàn thể quý vị. Ba quý vị đang đứng trên sân khấu bây giờ, chị Loan, anh Duy và anh Lương sẽ là một trong ba người lái chiếc xe Mercedes về hôm nay. Quý chủ nhân đang sổ ra rồi, anh Duy là người chúng rồi, wow,